Chào mừng bà con trở lại với kênh YouTube của cơ khí cải trảo Vũ Hải. Hôm nay mùng 3 tháng 4, anh em chúng tôi bố trí các cái sản phẩm của mình để lên với bà con Sóc Sơn, Hà Nội. Bây giờ là đang là tâm điểm của mùa Covid, nhưng mà vì miếng cơm manh áo nên là anh em chúng tôi vẫn phải sắp xếp hàng của mình để kịp cung cấp và đáp ứng đủ cho bà con trong phục vụ trong mùa tới. Đây, dàn cày 4 chảo lướt đã qua sử dụng. Đây, tiêu. Ba cái. Anh em đã đặt hàng thì xin vui lòng giữ và chờ điện thoại để khi xe của chúng tôi lên đến nơi thì sẽ alo cho anh em. Anh em có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì xin liên hệ là 0982975256, cơ khí nông nghiệp Vũ Hải, chuyên gia công sửa chữa bánh lồng, cày bừa. Và đặc biệt là anh em chúng tôi có các sản phẩm mới về bên dòng cày trảo.